Điều đầu tiên khi mở ứng dụng TikTok lên, bạn sẽ ngay lập tức bị cuốn hút vào hình ảnh chuyển động liên tục và tiếng nhạc, tiếng âm thanh bắt tai. Đây là cách mà TikTok ngay lập tức đưa não bộ của bạn vào trạng thái được chăm sóc. Thế nhưng, bạn có đang thực sự được TikTok mua vui, cung phụng hay bạn mới là con mồi của chính ứng dụng này? Hiện nay có hơn 1 tỷ người dùng trên TikTok, trong đó có gần 25% số người dùng ấy ở Hoa Kỳ. Đồng thời, nhân khẩu học của TikTok hướng nhiều đến tệp khách hàng trẻ hơn, với 63% người dùng là tập bạn trẻ dưới 30 tuổi. Bởi vậy, không bất ngờ khi vào năm 2020, có đến 30% số thanh thiếu niên đặt TikTok làm ứng dụng mạng xã hội yêu thích của mình. Trong khi đó, đối chiếu sang Facebook, con số đó chỉ là 2%. Từng bị coi là một ứng dụng dành cho những màn hát nhép và nhảy 10 giây đơn giản, ngày nay, TikTok đã phát triển thành một ứng dụng khổng lồ trên toàn cầu và sẽ không sớm biến mất một cách dễ dàng. Nhưng điều gì khiến cho TikTok gây nghiện đến như vậy? Tại sao người ta lại cứ quay lại đây ngày này qua ngày khác? Và TikTok ảnh hưởng đến tâm lý của chúng ta như thế nào? Đặc biệt là với những bộ não đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ của giới trẻ. Hãy cùng tìm hiểu với Spider Room thông qua bài viết Tâm lý học về TikTok của tác giả Cú Đêm Tâm lý. Để tham khảo kỹ hơn, hãy truy cập vào link tại phần mô tả của chúng mình ở bên dưới nha. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu thôi. 3, 2, 1. Bạn có biết thuật toán của TikTok được xây dựng để khiến bạn quay lại xem nhiều hơn? Mỗi khi bạn mở ứng dụng TikTok lên là bạn mở quyền truy cập cho TikTok và đời sống cá nhân của chính mình. Với mỗi video bạn xem, TikTok đều sẽ biết được điều gì đó về bản thân bạn. Trong vòng vài giờ, nó có thể phát hiện từ thị hiếu âm nhạc đến khuynh hướng tình dục, từ sức khỏe tâm thần đến cả khiếu hài hước của bạn. Bạn sẽ trở thành một ngôi sao của riêng TikTok, vì đây sẽ là paparazzi cuồng nhiệt nhất của bạn. TikTok đoán bạn coi việc bạn xem một video về chú chó dễ thương, rồi TikTok chiều chuộng bạn bằng cách cho bạn xem một video về thú cưng khác. Bạn đã xem video mèo chưa? Rắn thì sao? Và trước khi bạn bắt đầu bỏ qua những video về chó mèo đó để bắt đầu cuộc xem theo xu hướng tôi ăn gì trong ngày này, bạn sẽ thấy mình chìm sâu trong dark side TikTok trong 3 giờ sau. Vào tháng 12 năm 2021, tờ The New York Times đã xem xét một trong những tài liệu bị nội bộ rò rỉ của TikTok. Đây là bộ tài liệu được phát triển dành riêng để hướng dẫn cho những nhân viên kỹ thuật và thuật toán không chuyên của nền tảng này. Tài liệu này đã cho thấy TikTok củng cố ý tưởng nền tảng, mong muốn người dùng sử dụng ứng dụng này hàng ngày, miễn là nó có thể giúp bạn một điều gì đấy. Điều thú vị là tài liệu chỉ ra rằng TikTok có nhắm tới việc hiển thị cho người dùng những video gần với những gì họ muốn xem, thế nhưng những video họ được xem sẽ không hoàn toàn chính xác. Bằng cách này, người dùng sẽ bị cuốn vào vòng lặp tiếp tục xem và tiếp cận với các video được mở rộng mà họ có thể quan tâm trong suốt quá trình lướt các video khác. Theo Julian McCauley, giáo sư khoa học máy tính tại Đại học California, San Diego, thì thuật toán này không mới, nó chỉ là thuật toán duy nhất được TikTok tập trung đẩy mạnh sử dụng. Như vậy, TikTok không chỉ có lượng dữ liệu khổng lồ hay người dùng tương tác cao, mà nó còn có một sự sắp đặt khiến cho người dùng có thể sẽ xem tiếp nội dung được đề xuất dựa trên thuật toán ấy. Vì vậy, trong khi Instagram cung cấp cho bạn nội dung chủ yếu đến từ những người bạn theo dõi, thì giao diện mặc định của bạn trên TikTok là luồng nội dung của những người lạ hoàn toàn được đề xuất ở trang dành cho bạn. Đó là tất cả ư? Không, thuật toán của TikTok hack não hơn bạn nghĩ. TikTok là cocaine dưới dạng kỹ thuật số dành cho bộ não của bạn. Đây là lời mà John Cotier của tạp chí Forbes đã từng nói. Theo một báo cáo dữ liệu bị rò rỉ vào năm 2021, trung bình mỗi người dùng dành ra khoảng 89 phút mỗi ngày trên TikTok. Trong bài viết của Cotier, anh cũng đã phỏng vấn tiến sĩ Julie Albright, một nhà xã hội học chuyên về văn hóa kỹ thuật số và truyền thông, và cùng bà thảo luận về việc chúng ta sử dụng TikTok. Về cơ bản, quá trình này giống như chúng ta đang tự đánh thuốc mê chính mình. Giáo sư Albright nói, khi bạn thực hiện hành động lướt, bạn đôi khi sẽ bắt gặp một bức ảnh hoặc một cái gì đó thú vị và thu hút sự chú ý của bạn. Vào thời điểm đó, não bạn sẽ nhận được một lượng dopamine nhỏ ở trung tâm khoái cảm. Vì vậy, bạn sẽ bị kích thích và muốn tiếp tục lướt thêm. Tâm lý này giống với những gì chúng ta thấy trong các ứng dụng hẹn hò kiểu như là Tinder. Và tương tự, chúng ta nhận một lượng dopamine tuyệt vời khi tìm thấy một video mà chúng ta thích thú trên TikTok. Thế nhưng điều đặc biệt là, vì thuật toán phân phát cho người xem các video khác nhau trong suốt quá trình lướt xem, nên lượng dopamine ấy không cố định. Và chắc chắn, điều này vẫn đem lại hiệu quả, vì khi bạn nhận được một phần thưởng không thể đoán trước được, nó sẽ đem đến nhiều hoạt động tích cực ở não bộ hơn so với những phần thưởng mà chúng ta biết chắc chắn là sẽ đến. Về cơ bản, khi sử dụng các ứng dụng truyền thông xã hội như là TikTok, dopamine tác động vào não của bạn theo một trong hai cách. Cách đầu tiên, bạn sẽ xem một nội dung mang lại phản ứng không thể đoán được và bộ não của bạn sẽ từ đó thưởng cho bạn một liều dopamine lành mạnh.
Cách thứ hai, nếu bộ não của bạn đã thích ứng với hệ thống phần thưởng dành cho phản ứng không thể đoán trước được rồi, nó sẽ thưởng trước cho viễn cảnh rủi ro mà bạn dự đoán. Thông qua hệ thống này, người dùng TikTok có thể phát triển một vòng phản hồi được gọi là Pavlovian, hay chính là phản xạ có điều kiện mà chúng ta học được ở cấp 2. Một khi não đã quen với việc giải phóng chất thần kinh, nó sẽ học cách đoán trước và thưởng cho cơ thể dù chỉ cần tiếp xúc với nguồn giải phóng đó. Natalie Nahai, chuyên gia về tâm lý học, công nghệ thuyết phục và hành vi con người, cho biết đây được gọi là vòng lặp dopamine. Bà nói, đó là cảm giác được thưởng và cảm giác tìm kiếm nhiều thứ hơn thế nữa để có được cú đánh vào vùng kích thích. Bộ não của chúng ta phát triển và thay đổi dựa trên môi trường xung quanh. Chúng ta tự hào là những sinh vật có khả năng thích nghi. Bởi vậy mà theo tiến sĩ Albright, các nền tảng như TikTok bao gồm Instagram, Snapchat và Facebook đã áp dụng các nguyên tắc tương tự để khiến người dùng trở nên nghiện. TikTok có để lại hiệu ứng gì đối với sự tập trung, sự chú ý của con người không? Ngày nay, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin rằng TikTok đang gây ra những tác động tiêu cực về lâu dài đối với não bộ, đặc biệt là ở những người dùng trẻ dưới 25 tuổi. Những người mà trí óc vẫn đang cần phát triển và vẫn chưa hoàn thành. Hầu hết các bài báo, bao gồm cả bài viết của John Cotier đến từ Forbes, đều nói rằng TikTok đang làm giảm mức độ tập trung chú ý của người dùng. Theo The Independent, họ nhận thấy rằng hầu hết người dùng đều sẽ bị tập trung ngắn hạn hơn sau khi họ sử dụng ứng dụng trong một khoảng thời gian dài, với nguyên do là họ đã quen tiếp cận nội dung giải trí dễ dàng, sẵn có và được phát triển trong thời gian ngắn ngủi. Tuy nhiên, cũng có nhiều tuyên bố cho rằng việc sự tập trung của một người bị rút ngắn do sử dụng mạng xã hội là thiếu căn cứ khoa học, hoặc ít nhất là không đúng với TikTok. Do TikTok là một ứng dụng mới được phổ biến gần đây, nên tại thời điểm này, hầu hết các bằng chứng chỉ mang tính tình tiết và phỏng đoán. Tuy mặc dù TikTok có thể không phải là thủ phạm thực sự được chứng minh ở thời điểm hiện tại, nhưng chúng ta đều biết rằng việc sử dụng mạng xã hội nói chung đang làm giảm mức độ tập trung, chú ý của chúng ta khi làm các việc khác. Một nghiên cứu năm 2019 cho thấy rằng các chu kỳ đưa tin tức đang ngày càng trở nên ngắn hơn, với tỷ lệ doanh thu từ nội dung tăng lên hàng năm. Nói chung, bất kỳ thời gian kéo dài nào trên điện thoại cũng đều ảnh hưởng đến chức năng não bộ của bạn. Rốt cục, chúng ta tự hào vì mình là những sinh vật có khả năng thích nghi bởi bộ não của chúng ta phát triển và thay đổi dựa trên môi trường xung quanh. Nhưng mặt trái của nó là khi bạn thấy mình gia tăng lo lắng và trầm cảm, gia tăng việc bị gián đoạn giấc ngủ, thậm chí là phát hiện teo chất xám hay vỏ não bên ngoài của chúng ta mỏng đi sớm, thì có nghĩa là thời gian chúng ta sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều mang đến hệ quả không hề tốt cho mình chút nào. Tuy vậy, các hiệu ứng của TikTok vẫn có thể đáng báo động đến mức nào? Mặc dù phần lớn bằng chứng về tác động tiêu cực của TikTok chỉ là phỏng đoán hoặc có thể được quy về cho thời gian sử dụng thiết bị quá nhiều, nhưng chúng ta vẫn có một số báo cáo thú vị cụ thể liên quan đến TikTok. Tạp chí Forbes đã đăng tải một báo cáo về mối tương quan giữa sự gia tăng của các cô gái trẻ có triệu chứng của hội chứng Tourette với việc họ xem các video viral của hội chứng này trên TikTok. Điều này rất là đáng chú ý vì chứng co giật là một biểu hiện của sự đau khổ về mặt tinh thần và cũng là một triệu chứng của bệnh lý Tourette. Vì vậy, trong trường hợp này, TikTok có thể không gây ra một căn bệnh tiềm ẩn cụ thể, nhưng thay vào đó, nó đã làm biến đổi tính phổ biến và nhận thức về một trong những triệu chứng của căn bệnh đó. Một khía cạnh khác của TikTok là về mặt hình ảnh của nền tảng này. Những người sáng tạo nội dung có sự ảnh hưởng lớn hơn thì sẽ có nhiều khả năng bị gắn cờ, bị báo cáo vì nội dung không phù hợp hoặc khiêu dâm hơn là những người có ít ảnh hưởng đăng tải nội dung tương tự. Và một đặc điểm nữa là, phần lớn những người sáng tạo nội dung hàng đầu của TikTok đều là những người trẻ trung, thon thả. Có thể thấy, TikTok cũng như các ứng dụng tập trung vào đăng tải hình ảnh khác như là Instagram thì thấu kính méo mó của việc đặt ra các tiêu chuẩn của một cơ thể bình thường như thế này có thể gây ra vấn đề đối với nhận thức của người dùng về hình ảnh cơ thể và lòng tự trọng của họ, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên. TikTok cũng có thể dẫn đến việc người dùng chẩn đoán sai các vấn đề sức khỏe tâm thần của họ. Các bác sĩ đã đánh dấu sự gia tăng rõ rệt ở những người trẻ tuổi tự chẩn đoán mình mắc chứng ADHD, OCD và tự kỷ. Và trong khi việc nâng cao nhận thức về những vấn đề này có thể vô cùng hữu ích, nhưng nó cũng tiềm ẩn nguy cơ gây hại khi người dùng tự chẩn đoán mình thuộc vào các tình trạng nặng hơn như rối loạn nhận dạng phân ly. TikTok cũng có thể gián tiếp dẫn người dùng đến việc chẩn đoán sai và điều trị không chính xác cho các chứng lo âu, trầm cảm hoặc các vấn đề sức khỏe tâm thần khác. Cuối cùng, thuật toán của TikTok có thể khiến những người dùng dễ bị cuốn vào các nội dung cực đoan. Các nhà nghiên cứu đã tạo ra một tài khoản và họ thấy rằng họ càng tham gia nhiều vào nội dung xuyên tạc, phân biệt chủng tộc và kỳ thị người đồng tính thì càng có nhiều content dạng này trên trang dành cho bạn của các tài khoản này. Họ đã tìm thấy một sự gia tăng tiêu cực đáng chú ý về nội dung phù hợp xung quanh 400 video và bao gồm cả những video kêu gọi bạo lực rõ ràng. Mặc dù 400 video nghe có vẻ nhiều, nhưng con số này thực sự không quá nhiều trong thế giới video 20 giây của TikTok. Nhà nghiên cứu Richards nhận xét,
Một người dùng TikTok có thể download ứng dụng vào bữa sáng và chỉ sau vài giờ lướt TikTok, họ có thể sẽ được cung cấp nội dung về chủ nghĩa tân quốc xã tối cao của người da trắng một cách công khai trước bữa trưa. Liệu TikTok chỉ có toàn mặt trái? Thực chất, thuật toán của TikTok chỉ là một tấm gương phản chiếu, tạo ra nội dung được cá nhân hóa phù hợp với hoàn cảnh riêng của mỗi người. Mặc dù điều đó có thể đi kèm với những mặt trái, chẳng hạn như nỗi ám ảnh về hình thể, nhưng nó cũng có thể giúp cho người dùng nhận thức và tìm thấy được những nơi mà họ thuộc về. Ví dụ, người dùng với các sở thích riêng có rất nhiều khả năng tìm thấy những người dùng khác có cùng sở thích, cho dù đó là cosplay, D&D hay bắn cung. Hay đối với những người dùng lạc vào các mảng nội dung như là Mental Health TikTok hoặc Therapy TikTok sẽ được tiếp xúc với những khái niệm về các khía cạnh trong cuộc sống mà trước đây họ có thể chưa hiểu rõ. Một số người dùng TikTok cho biết, bằng cách xem các nội dung này của ứng dụng, sự e ngại của họ xung quanh các vấn đề sức khỏe tâm thần đã giảm xuống và họ bình thường hóa việc tiếp cận điều trị. Thậm chí, một người dùng đã nói, 10 năm trị liệu ròng rã, vậy mà những gì tôi cần nghe, tôi đã nghe trên TikTok rồi. Nhìn chung, TikTok cũng giống như hầu hết các phần của cuộc sống, có cả mặt tốt và mặt xấu. TikTok có thể là nền tảng giải trí, có thể là nền tảng giáo dục và cũng có thể là nền tảng truyền thông với nhiều tiềm ẩn phía sau. Tất cả đều phụ thuộc vào hành động của chúng ta khi sử dụng nó. Vậy nên việc chúng ta càng hiểu về nền tảng này cũng như nắm bắt được tầm ảnh hưởng của nó đến cuộc sống thực tế của chúng ta thì chúng ta càng có thể sử dụng nó một cách lành mạnh. Vậy các bạn nghĩ sao về nền tảng có tên là TikTok này? Theo bạn, TikTok lợi nhiều hơn hay hại nhiều hơn? Có phải chúng ta vẫn đang bỏ qua điều gì đó trong cách vận hành của nền tảng này và cách sử dụng nó của mình? Hãy để lại bình luận trong phần bên dưới nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và xin hẹn gặp lại trong lần tới. Peace!